Có những cái sự biến động như vậy trong đời sống tình cảm, tức là đến rồi đi, rồi phải vá. Bạn chuẩn bị cho điều này chưa? Đến thời điểm hiện tại về cảm xúc tình cảm của em nó không còn nhiều. Ngoại trừ những cái mục tiêu chính của em á, thì em không có dành thêm cho những cái khác nữa. Nếu mà nói một câu chân thành á, thì đó là em cảm thấy em có thể sắp xếp được cuộc sống của em mà không cần phải cần một người ở bên cạnh, thì em không cảm thấy là cần thiết với hôn nhân. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Vali Cảm Xúc. Chương trình Vali Cảm Xúc được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta đều rất là nôn nóng chờ đợi để được gặp gỡ nhân vật của Vali Cảm Xúc. Bởi vì ở đây chúng ta có thể bắt gặp bất cứ hành trình sống nào, bất cứ ai ở mọi giới tính, tầng lớp, trải nghiệm nghề nghiệp. Và những câu chuyện mà chúng ta được lắng nghe đôi khi sẽ là những câu chuyện mà chúng ta cảm thấy thật sự rất quen thuộc, bởi vì sẽ có những điểm giao, sẽ có những điểm chạm mà giữa chúng ta với nhân vật đã có chung những trải nghiệm như vậy. Chỉ vài phút nữa thôi, chúng ta hoàn toàn có thể làm sáng rõ câu hỏi này để biết được rằng đây là một câu chuyện vẫn còn đang rất là bừa bộn hay đây hoàn toàn là một cái chia sẻ về những chuyện đã qua. Và thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật của tuần này. Chào em. Chào chị ạ. Mời em ngồi. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Và bây giờ thì xin mời em giới thiệu bản thân mình với khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào quý khán giả, chào chị Nhi nha. Em tên là Lan Anh, hiện tại đang là giám đốc thị trường cho một công ty xuất nhập khẩu về máy móc. Máy móc? Dạ. Một cô gái là trong một nhân diện cũng vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ. Khi nghe giới thiệu thì cũng làm một công việc mà trong đó phải có sự rất là rạch ròi, lý tính, cụ thể, nhưng cũng phải rất là mềm dẻo, bởi vì là mình làm về phát triển chính xác. À, cơ khí chính xác. Dạ vâng. Trong khi đó cái mảng công việc mà mình phụ trách thì phải kết nối giữa con người với con người, kết nối với người có nhu cầu. Nói chung là cũng có khá nhiều sự gọi là pha trộn ở hai cái thái cực ở đây. Dạ. Vậy thì câu chuyện mà chúng ta sắp chia sẻ ở đây với rất nhiều thứ, bây giờ mình cho một cái từ khóa chung chung đi, đặt tên cho cái vali này. Thật ra là em cũng chia sẻ về cảm xúc, có nghĩa là giữa công việc, hôn nhân. Giống như em là phụ nữ ở cái tầm tuổi khoảng trên 30, thì hôn nhân đôi khi nó lại là một cái gì đó giữa... rất trăn trở. Dạ vâng. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem là đây sẽ là một cái hành trang được Lan Anh mang tới, nó đang có sự sắp xếp, nó đang có sự định danh như thế nào nhé. Ngay từ đầu thì đã thấy một cái cụm từ nó cực kỳ cảm xúc rồi. Tại vì cái từ chữa lành này nó chỉ có hai nhóm vấn đề thôi. Một đó là vấn đề về thể lý, y khoa. Khi mà chúng ta đau bụng, nhức đầu, đau ruột, đau cơ, đau não gì đó thì bây giờ phải đi khám chữa y khoa. Tuy nhiên thông thường thì cái từ chữa lành này được các bạn sử dụng nhiều hơn cho các vấn đề thuộc về sức khỏe tâm thần, thuộc về cảm xúc. Thậm chí là mọi người nói không, nhiều khi tiền bạc. Nhưng mà thực ra tiền bạc nó không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta đang có vấn đề gì với tiền bạc, kiểu như vậy. À, là chữa xong chưa em? Thật ra cái cụm từ chữa lành này á, và em thấy các bạn trẻ thì thường cái dùng, em thấy dùng là cân bằng lại cảm xúc sau những cái stress hay là sau những cái công việc. Thì tụi em cần cái khoảng thời gian để mà cho mình có động lại, nghỉ ngơi, giải tỏa. Thì các bạn trẻ bây giờ dùng từ chữa lành. Nhưng mà em không biết thực ra là đối với các bạn, xách vali lên đi, đi chữa lành, nhưng mà thực sự có lành hay không? Thực ra có cần chữa hay không đã, trước tiên là phải nói tới cái chuyện đấy. Nhưng mà ở đây thì từ chữa lành của Lan Anh sử dụng gắn với một cái món mà nó rất là xê dịch. Nhìn thấy món này là thấy được chuyện xê dịch rồi. Hộ chiếu. Dạ vâng. Vậy thì em sẽ nói gì về cái thẻ chữ này khi mà mình gắn nó với cái món này ở trong hành trang của mình khi mình mang đến vali cảm xúc? Thật ra một cái điều
đôi khi em cũng băn khoăn, đó là đi du lịch. Có nhiều người giống như em thì thật ra là chữa lành là một phần, nhưng mà để nghỉ ngơi thì chọn cách là xê dịch. Nhưng mà đối với lại gia đình, đối với một số người thì họ lại coi cái đó là chuyện không nên, chuyện hoang phí. Dạ vâng. Phụ huynh thì hay nói là phí lắm. Thực ra du lịch, di chuyển, và đặc biệt đó là di chuyển để hiểu về bên trong của mình á, nó là những cái vấn đề mà không phải là chỉ có thể lý giải bằng những cái giá trị đơn giản là tôi nhìn thấy cái gì, tôi phải nhìn thấy cái thứ khác đi ở trong cái chuyến đi của tôi. Ở trước tiên thì khán giả đang hình dung về một cái cô gái mà có vẻ đã phải có nhiều lần xách vali lên rồi đi để giải quyết những chuyện ở trước mắt. Một cái món thứ hai mà chị nghĩ là chắc tại món thứ hai mà có cái món này nè. Đó là một món nhưng mà em gắn cho đến hai cái thẻ chữ lận á. Đây là một cái thiết bị công nghệ, là một cái điện thoại thông minh, và có đến hai thẻ chữ, và chị đang đồ rằng như chị nói đó. Tại cái này mà mới ra đời cái này. Vì sao nó lại là cái món này? Thật ra cái nguyên nhân á, em để hai chữ hôn nhân và công việc, thì do là hôn nhân thường gắn với phụ nữ lúc đầu là trên 20 tuổi, bắt đầu phải có gia đình, nó là vấn đề. Em không nói là định kiến, nhưng mà thật ra thường phụ huynh hoặc là xung quanh sẽ như vậy. Em đang chọn sống độc thân, hiện tại là chưa kết hôn, em cũng không có phải là lăng tăng gì. Nhưng mà nhiều khi gia đình cũng kiểu nên có gia đình đi rồi, chứ sống một mình như vậy thì cũng không nên. Nhưng mà em nghĩ là cái việc mà lập gia đình á, thì đôi khi là mình chưa tìm được người phù hợp thì sao? Như em đôi khi là bị bận rộn quá công việc thì mình lại quên đi mất cái việc mà mình cần một người để ở bên chia sẻ. Nó là vấn đề thật sự, bởi vì đây là một cái câu chuyện lớn trong cuộc đời mà. Dạ. Tôi có đến với hôn nhân hay không thì chuyện đó bàn sau, nhưng rõ ràng đây là một vấn đề lớn. Dạ vâng. Và với những vấn đề lớn thì dĩ nhiên là mình phải có những cái trăn trở về nó. Vậy thì bây giờ mình xác định lại cái tình trạng này. Mình vẫn đang quyết định là mình đang có một cái cuộc sống độc thân như vậy. Dạ. Tuy nhiên cái quyết định đó của mình có vẻ nó đang làm cho mình phải suy nghĩ khá nhiều, vì những cái phản hồi từ những người xung quanh, mà lại là những người có giá trị, có vai trò đối với mình, đó là bố mẹ, là gia đình. Công việc nó có đang là một trải nghiệm hạnh phúc với em không? Hiện tại thì công việc của em thì tương đối là hơi bận rộn. Dạ. Yeah. Mình làm phát triển thị trường, đôi khi đi lại nhiều. Rồi có những lúc mà phải làm việc quá giờ, thay vì 5 giờ về thì em đôi khi em làm việc tới 7-8 giờ tối. Nó cũng là một cái vấn đề. Đôi khi mình bận xong rồi mình lại chỉ có việc muốn nghỉ ngơi thôi. Cái điều quan trọng là như vậy nè, là hiện nay cái câu hỏi rằng kết hôn hay không kết hôn, mình như thế này ổn hay không ổn, là cái câu hỏi em đã có đáp án chưa, hay nói em vẫn đang phải đi hỏi cái câu đó? Thực sự khi mà tìm được người phù hợp thì mình vẫn có mong muốn kết hôn thôi chị. Vậy thì thực ra là em có muốn kết hôn. Khi mà mình không có thì mình vẫn sống với độc thân, thì lại bị áp lực từ gia đình, từ những người xung quanh. Nãy là cái vấn đề. Thực ra khi chúng ta bắt đầu bị áp lực bởi những người xung quanh thì vốn bên trong của mình đã bất ổn rồi. Tại vì với một cái quyết định nào đó mình đưa ra và mình thật sự thỏa hiệp với cái quyết định đó, mình tin rằng cái quyết định này là một cái quyết định có cơ sở và nó đang là quyết định tốt nhất đối với mình rồi, thì cái phản hồi của những người xung quanh mình vẫn nghe, nhưng nghe cho vui thôi chứ không phải nghe để đau đời. Nhưng mà em đang nghe rồi em bắt đầu bị đau. Điều này có nghĩa là vấn đề không phải đến từ bên ngoài mà là vấn đề ở bên trong. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải bắt đầu từ đây trước, để rồi sau đó xác định rằng đây có phải là cách hay không. Cái dấu ấn mà em tạm thấy rằng đó, cái thời điểm đó là cái thời điểm em bắt đầu nghĩ tới cái việc là mình sẽ không lựa chọn kết hôn, là năm đó em bao nhiêu tuổi? Vào lúc em sau em 30 tuổi. À, dạ. Tại trước đó em vẫn có mong muốn kết hôn. Sau 30 tuổi thì em lại muốn tập trung vào công việc hơn, muốn đi nhiều hơn. Rồi lúc đó em lại không muốn kết hôn nữa. Lý do của việc không muốn kết hôn ở đây là gì? Nó không phải là vì em muốn tập trung công việc đâu, mà là chẳng qua là vì mình đã tạm chốt trong nhận thức của mình là thôi mình không kết hôn, nên mình phải xử trí thời gian và cuộc đời của mình theo kiểu gì đây, thì em mới bắt đầu tập trung vào công việc. Cái điều chị muốn nói là những lý do nào là những lý do nó làm cho mình dừng lại ở cái quyết định tạm thời là mình sẽ không kết hôn. Giờ chị liệt kê những lý do mẫu nha. Bị tráp quá nhiều, bị dối lừa trong tình cảm quá nhiều, đến mức mà mình không cảm nhận được một cái mối quan hệ nào đó nó đủ an toàn, mình tìm được một người đủ yêu thương để mình đi tiếp. Hai
là mình tiếp nhận thông tin tiêu cực quá nhiều về những cuộc hôn nhân. Nói chung căn bản cũng không bị ai lừa dối đâu. Nhưng mà mình nhìn xung quanh mình là từ họ hàng cho đến đồng nghiệp cho đến bạn bè, không một cuộc hôn nhân nào vui hết. Cái mình không kết hôn. Hay năm 30 tuổi là thời điểm đủ chín mùi để mình thực sự cảm thấy những cái trải nghiệm từ thời thơ bé của mình cho mình một cái lời cam đoan chắc chắn rằng hôn nhân không vui là nó đến từ trải nghiệm hôn nhân của ba và mẹ chẳng hạn, hoặc là của những người lớn ngay xung quanh mình, để mình hiểu rằng là cuộc sống độc thân nó sẽ hạnh phúc và nó đơn giản hơn rất nhiều. Thì như chị nói á, là hai nguyên nhân đầu tiên thì cái nào nó cũng có một chút. Em cũng có trải qua vài mối tình. Vài là bao nhiêu nè? Mình chỉ sơ lược như vậy thôi. Cũng từng có ý định tiến tới hôn nhân. Dạ vâng. Nhưng mà sau đó thì có lẽ là vẫn chưa phù hợp với nhau. Cho nên là lý do đầu là mình cảm thấy là nhân duyên của mình nó không có đủ. Dạ vâng. An toàn. Dạ vâng. Vậy thì vấn đề thứ hai. Em thấy tình trạng ly hôn khá nhiều. Mình không chắc được là người mình chọn 100% sẽ không dẫn đến ly hôn. Thì như ngày xưa ông bà thì người ta còn nhường nhịn nhau, mà bây giờ thì thực ra họ không nhường nhịn nhau trong cái tình cảm. Được không được thì ra tòa. Giống như là em thấy nhất thời nhiều hơn là sâu đậm chị. Vậy thì cái mà em vừa mới nói với Lan Anh là người ta không có nhường nhịn nhau, nhưng mà thiệt ra người ta là ai? Thế người ta là mình đó. Nếu em kết hôn thì người ta ở đây chính là mình. Thực ra cả hai bên. Thì đúng rồi. Ý của chị ở đây là mình ở đây có nghĩa là hai cái đương sự trong cuộc hôn nhân. Dạ vâng. Hôn nhân nó không phải là câu chuyện chừng nào nó tới thì nó tới, mà nó là câu chuyện của hai gia đình lớn. Chúng ta không thể kết hôn và đòi một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc theo kiểu là thôi kệ nó không tính gì hết á. Nào tới thì kết hôn. Thì cái gì nó tới, dòng bão nó sẽ tới. Vậy thì điều gì khiến em không tự tin và không bình an với những phản hồi của những người xung quanh về việc em lựa chọn cuộc sống độc thân? Nhiều khi nghe bố mẹ hay than phiền thì cảm thấy là cũng có chút gì đó. Vì cái sự lo lắng của họ mà mình bận lòng một xíu thôi. Vậy thì cái lý do mà ba mẹ cảm thấy lo lắng với cái quyết định độc thân của mình á, thì mình đã từng được nghe phụ huynh chia sẻ cái gì? Thật ra là ba mẹ kiểu lo sợ mình sống sau này một mình. Đó là tâm lý của phụ huynh, em nghĩ là như vậy. Thì ba mẹ cũng tâm sự là ví dụ như sau này ba mẹ không còn nữa thì mình lại sống một mình, em mình thì đâu lúc nào cũng chăm sóc mình được. Đó là cái vấn đề băn khoăn của phụ huynh thôi. Vậy thì em giải quyết cái đó chưa? Thật ra em có nói. Không, chị muốn hỏi là em giải quyết chưa? Gọi là được, cũng chưa hoàn toàn lắm chị. Có nghĩa là vẫn có thuyết phục, nhưng mà bố mẹ vẫn chưa hoàn toàn gọi là buông xuôi cho vấn đề. Nhưng mà sẽ giảm bớt so với trước đây. Đúng rồi. Đấy là khi mà mình có những cái kế hoạch nó rất là cụ thể thì đó là cách duy nhất để em trấn an phụ huynh thôi. Thực ra suy cho cùng khi em đã quyết định rồi thì ai cản được em. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây á, khi mà phụ huynh đặt ra vấn đề như vậy, chị vẫn luôn nói với các bạn là hãy lưu ý, không phải là vì để chiều lòng phụ huynh đâu, mà bởi vì đó thật sự là vấn đề của bạn đó. Và bạn đi giải quyết nó không phải là để đi thuyết phục phụ huynh, mà bạn giải quyết nó là để bạn đang giải quyết vấn đề của mình cơ. Và khi giải quyết thì em cũng cảm thấy nó có lỗ hổng không? Đến hiện tại thì cũng chưa hẳn. Tại vì hiện tại thực ra là em làm việc thì em cũng có độc lập về tài chính phần đó. Thì đối với sau này em nói chuyện xa thôi, mình nghỉ hưu thì mình vẫn có tiền hưu đi với bạn bè hay gì đó. Đó cũng là một cách em lựa chọn cho sau này cho em nếu em không lập gia đình. Nói chung là đối với em thì đôi khi vững kinh tế đó là vấn đề lựa chọn cho mình có quyết định được độc lập hay không. Thứ hai nữa là mình phải dự kiến được tương lai mình như thế nào. Ví dụ như về già về bệnh thì đó mình phải tự cho mình có kế hoạch đó. Ví dụ như tôi lỡ tôi bệnh thì tôi sẽ ở đâu, hay là tôi già rồi tôi có viện dưỡng lão nào chưa, chẳng hạn như vậy. Nếu nói nếu mình không có sống chung với ai. Dạ em nghĩ là vậy. Còn một vấn đề thứ ba nữa, các bạn đã bao giờ tự chủ động giải quyết nó chưa? Đó là vấn đề về cảm xúc cá nhân. Chúng ta độc thân không có nghĩa là chúng ta tiêu trừ phần cảm xúc. Ý của chị ở đây là như thế này: mình có thể không kết hôn,
nhưng mà mình vẫn sẽ gặp một người đó, một người nào đó, cái mình rung cảm với người ta, người ta cũng rung cảm với mình. Đó, trường hợp lý tưởng nhất trong chuyện này nha, là hai đứa đều đang độc thân. Dạ vâng. Không vướng mắc gì trơn trọi. Em hiểu ý chị. Thì sao? Thì vẫn bình thường chị, cái việc là mình không kết hôn với lại mình không quen người khác, nó là hai vấn đề khác nhau. Đúng rồi. Cái vấn đề về cảm xúc, về chuyện yêu đương hay gì đó là cảm xúc bình thường, cho nên cái khó là mình... của trường hợp này là gì? Cái khó của trường hợp là tôi không kết hôn nha, nhưng mà tôi gặp bạn thì tôi cũng có yêu bạn, cái bạn cũng có yêu tôi luôn. Thì sao? Thật ra là vấn đề vẫn là giữa hai người giải quyết. Đúng rồi. Giữa hai người quyết, họ thống nhất được với nhau là họ sẽ trên cái mối quan hệ yêu đương như vậy, hay là không chấp nhận được cái mối quan hệ đó. Có những người ta nói là bắt buộc quen phải cưới, nhưng mà có những người người ta cũng không, cũng thống nhất với mình là cái việc là ok, hai người cảm thấy sống vui vẻ với nhau là được. Em nghĩ đó là thỏa thuận giữa hai người với nhau. Định nghĩa sống vui vẻ với nhau là được là định nghĩa kiểu nào nào? Là có nghĩa là mình không ràng buộc nhau về hôn thú. Có thể là như vậy chị. Thực ra về bản chất thì nó cũng là hôn nhân đó. Có điều đó là một cuộc hôn nhân không được bảo hộ bởi pháp luật thôi. Nếu như hiểu theo kiểu của em, nếu như hiểu theo kiểu của em thì đó là một cuộc hôn nhân không có được bảo hộ. Và một cuộc hôn nhân chưa được chứng thực bởi yếu tố văn hóa. Chứ còn nếu như mà vẫn ở chung với nhau, vẫn yêu nhau, vẫn mọi thứ vẫn y chang nhau hết, thì thực ra về bản chất nó là một cuộc hôn nhân. Nhưng mà có điều là nó thiếu một số những cái nghi thức, một cái định danh thôi. Ý của chị ở đây là cái điều đầu tiên, chị vẫn phải khẳng định nha, với chị hôn nhân nó không phải là một trách nhiệm, nó không phải là chuẩn mực đạo đức luôn. Hôn nhân nó là một cái sự lựa chọn. Vì sao chị có suy nghĩ này? Bởi vì chị kỳ vọng chị này nè, là các bạn phải sống hạnh phúc và xã hội phải là một xã hội hạnh phúc. Dạ vâng. Xã hội hạnh phúc phải là xã hội mà khi mà một cái gia đình nào đó được thiết lập thì những cái người thiết lập gia đình đó phải có năng lực vận hành hôn nhân, bao gồm năng lực kinh tế, bao gồm năng lực nuôi dạy con cái nếu như quyết định có con, bao gồm cái năng lực hiểu được cái trách nhiệm xã hội của mình trong vai trò mình là dâu hay là mình là rể. Ôi, hôn nhân nó là một câu chuyện cực kỳ phức tạp. Và nó là một vấn đề thuộc về tổ chức cuộc sống. Cho nên là bạn hãy lựa chọn nó khi bạn có một cái năng lực đáp ứng cơ bản. Nên là chị không có phải là một cái người quá căng thẳng về câu chuyện là buộc phải tới tuổi đó mới kết hôn. Mà với chị ở đây là hãy kết hôn khi bạn đủ năng lực. Thì nó có một cái như vậy, là trong số những năng lực này, nó có cái năng lực về mặt gọi là cái chức năng, gọi là cái chức năng sinh sản, tức là năng lực sinh học để sinh con. Và vì có cái sự xuất hiện cái chức năng này cho nên người ta mới bắt đầu một cái tiêu chuẩn mà người lớn hay càm ràm đó, còn trẻ kết hôn đi, bởi vì nó liên quan đến cái chất lượng nòi giống thôi. Nhưng mà trong trường hợp này là trường hợp bạn muốn có kết hôn á, thì bạn phải tính. Còn khi mà không muốn có kết hôn thì rồi, không sao cả. Nhưng cái có sao nó ở đây nè, là về bản chất em đang lựa chọn một cái tổ chức cuộc sống khác thôi. Nếu như một ai đó chọn tổ chức cuộc sống là theo kiểu có gia đình, còn mình thì bây giờ lựa chọn một cuộc sống độc thân. Nhưng như em thừa nhận là mình không có tiêu trừ cảm xúc của mình, vậy thì mình cũng sẽ gặp một ai đấy và mình có tình yêu. Vậy thì lúc này các bạn sẽ đối diện với một cái lối sống là chúng ta sẽ là một người trải qua những cuộc tình ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhưng không ổn định. Em đã sẵn sàng với việc đến và rời đi của những cuộc tình đó, để rồi mình trở thành một cái người mà luôn luôn có những cái sự biến động như vậy trong đời sống tình cảm, tức là đến rồi đi, rồi phải vá. Bạn chuẩn bị cho điều này chưa? Chị nói cũng không sai, tại vì nó là những cái quy luật của cuộc sống rồi, nó có chấp nhận sống như thế này hoặc chấp nhận sống khác. Mà khi mà em qua á, thì em cảm thấy là đến thời điểm hiện tại về cảm xúc tình cảm của em nó không còn nhiều. Ngoại trừ những cái mục tiêu chính của em á, thì em không có dành thêm cho những cái khác nữa. Em chỉ có là kiếm tiền, chăm sóc gia đình, rồi đi du lịch để em hiểu thêm. Giống như là bù lại cái sở thích của em vậy đó. Em hiểu vì sao ba mẹ em lo lắng chưa? Em hiểu mà. Là vì cái mà em đang làm nó rất ổn, nhưng cái mà những cái điều nó có thể xảy ra trong tương lai mình lại không có dự phòng. Như ấy là... Hiện giờ em chưa gặp ai đó để em yêu, nhưng mà đã nói rồi, người chứ gỗ đá gì đâu. Và không chừng ngày mai gặp giờ luôn á. Rồi lúc đó như thế nào? Có nghĩa là ở đây ý của chị là đó là những cái bài tập khó cho một cái cách tổ chức cuộc sống.
không có cuộc sống nào dễ dàng hơn cuộc sống nào đâu. Hôn nhân nó cũng sẽ trúc trắc rất nhiều thứ, thì độc thân nó cũng trúc trắc rất nhiều thứ. Dạ vâng. Nó chỉ khác nhau về đề toán thôi. Và chưa kể là cái việc mà mình ở một mình như vậy á, đôi khi có những cái sự cô đơn bên trong của mình mà thật sự mình thiếu cái người chia sẻ. Bạn bè chắc chắn là có, nhưng bạn của em, trừ khi em tìm được một cái hội bạn cùng nhau cô đơn chứ không là bạn mình cũng tuổi này cái nó cũng thôi giờ tao về tao đón con đây, tao về tao nấu cơm cho chồng đây. Thực ra sẽ có những lúc mình cũng cảm thấy cũng lạc lại chút. Thỉnh thoảng thì đôi khi cũng có chút buồn, nhưng mà nó không hẳn là nó dai dẳng đâu chị. Tại vì nhiều khi người này người kia tặng quà này kia cũng đôi khi chị nó cũng làm một cái gì, nhưng mà nó không dai dẳng. Nó chỉ có mình cũng có người để chia sẻ công việc của mình, cũng có người để nói chuyện. Thì em lại không cảm thấy cái đó, điều đó là điều mà em bị cô đơn trong cái cuộc sống của em. Em yên tâm đi, người ta kết hôn người ta vẫn cô đơn à. Nên là ở đây nó là những câu chuyện mà đặc quyền đặc lợi của ai hả? Mà nó là vấn đề thôi. Tức là chúng ta cần phải liệt kê ra những cái gạch đầu dòng như vậy để mình thật sự giải quyết. Vậy thì quay trở lại với vấn đề chữa lành đi. Dạ. Vậy thì những lần mà mình rời đi thì mình muốn xoa dịu cái gì? Lần rồi đi đầu tiên mà em tạm đặt tên cho nó là một chuyến chữa lành đi, là cách đây bao lâu và nó đi đâu? Về mà chuyến đi gọi là chữa lành đó, chữa lành đầu tiên của em chắc là chữa lành theo đúng nghĩa chữa lành đó, là chữa lành về một xíu tổn thương về tình cảm. Chuyến đi đó năm em 26 tuổi đó, rất rất đúng độ tuổi cần chữa lành luôn. Em dành khoảng thời gian ngắn để giống như là em đi du lịch ở cái tại nơi mà em làm việc á. Thì thật ra cũng chả đi đâu xa, ra Hà Nội thôi. Em công tác xong thì em ở lại Hà Nội. Lúc đó là mình chỉ cần một khoảng không gian vậy đó, mình cần lắng lại một xíu. Thì em cũng lắng lại được. Sau một ngày em ngồi không làm gì để suy nghĩ thì em cũng lắng lại được. Thì lúc đó là cảm xúc tình cảm nó cũng hơi trục trặc. Nó hơi có vấn đề, thì công việc nó cũng có vấn đề luôn. Mà nó rất ngang trái. Thì sau đó em mới ngồi suy nghĩ, nói như là mình tìm cái phương án để cho mình thoát ra khỏi những cái đó. Nên là hơi kiểu mà cũng hơi đau á chị, nó hơi cũng hơi trùng xuống quá. Thì em chọn phương án là lúc đó là em đi học thêm. Em chọn em đi học thêm. Em làm việc ở môi trường khác. Nói chung là hai cái vấn đề đó nó xảy ra thì em đổi một môi trường. Em đổi một môi trường công việc, một môi trường thay vì cái mỗi tối mình dành thời gian để mình ở nhà mình phải suy nghĩ này kia, thì em dành thời gian để đi học. Thì em cũng qua. Thật ra cũng qua. Sau đó em mới cảm giác là thực ra mọi thứ rồi nó cũng sẽ trôi. Chẳng qua là cách mình đối diện với nó lúc đó là mình có đủ sức để mình qua cái lúc đó thôi. Nói buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ là không thấy nào. Nhưng mà đến một lúc nào đó hổng chừng là cái cơ thể chúng ta nó cũng không cho chúng ta buồn ngủ luôn, nó cũng qua luôn. Nhưng nó phải qua một cách khỏe mạnh. Đó là bằng việc mình phải có một mục tiêu, mình có một cái điểm neo, mình phải có một cái điều gì đó mình giải quyết để mình thấy là cuộc sống của mình nó vẫn đang chất lượng hơn. Thì nó cũng tương tự như những cái trăn trở của em trong hôn nhân vậy đó. Hoặc là trong công việc luôn. Chúng ta sẽ khó tìm kiếm được cái sự đồng thuận hoàn toàn từ những người xung quanh đâu Lan Anh. Không có chuyện đó. Nhưng cái điều quan trọng là tôi không phủ nhận những cái cảnh báo đấy. Và tôi phải ý thức được rằng là tôi hiểu về vấn đề của tôi hay không nếu như tôi chọn cái cách này. Và tôi hiểu rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ quay ngược lại tôi chọn cách kia. Hay là tôi đi tiếp với cái cách này và có phòng bị. Thì cái điều quan trọng trong cái xu thế của các bạn hiện nay nó nằm ở chỗ đó. Nó chính là ở cái chỗ là thực ra các bạn chỉ mới chọn lối sống mà các bạn chưa hình dung được điều gì sẽ chờ đón mình trên cái hành trình sống đó. Nên nó mới dẫn đến câu chuyện là phụ huynh thì cứ khắc khoải, lo âu, chờ đợi, xã hội thì bất an bởi vì không biết là các bạn sẽ ổn không. Hay chúng ta lại có một cái viễn cảnh với một cái lực lượng nó rất là bất ổn. Và chính các bạn cũng có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào từ cái quyết định của mình. Vậy thì quay trở lại là chuẩn bị năng lực chưa? Và khi chị nói điều này là chị nói cho cả cái nhóm quyết định kết hôn luôn ấy chứ. Tại vì kết hôn nó không đơn giản đó là gặp một ai đó ráp lại xong đặt nhà hàng, tổ chức tiệc cưới, cưới là xong một cuộc hôn nhân. Không, nó mới bắt đầu một đời sóng gió thôi. Bởi vì nó có nhiều cái cần chúng ta phải giải quyết. Tuy nhiên
Tới đoạn này thì nó bắt đầu có vấn đề nữa mà cần phải giải quyết cuối cùng nè, để xếp lại hành trang nè. Dạ. Yeah. Là thực ra em không kết hôn là vì em không tin hôn nhân, em sợ hôn nhân, em không tìm được người yêu em, hay là vì em không muốn? Nếu cảm xúc hiện tại của em là em đang không muốn. Nếu mà nói một câu chân thành á, thì đó là em cảm thấy em có thể sắp xếp được cuộc sống của em mà không cần phải cần một người ở bên cạnh, thì em không cảm thấy là cần thiết có hôn nhân. Nhưng mà em cũng không cổ xí cho người khác là phải như vậy. Tại vì hôn nhân nó là phương diện cảm xúc và nó rất là nhiều cái khía cạnh. Thì đôi khi mình gặp đúng người và đúng thời điểm thì mình sẽ kết hôn thôi. Có những người họ ra trường họ kết hôn rất sớm. Có người thì có thể là đi làm kết hôn, thì họ cảm thấy đó, đối với họ điểm đến đó là hôn nhân thì họ nên kết hôn. Thực ra tất cả chúng ta đều giống nhau ở đích đến thôi. Đó là chúng ta đều đến một cái đích hạnh phúc và chất lượng cuộc sống tốt. Dạ. Vậy thì có nhiều người với từng cái hoàn cảnh của mình thì cái hành trình đi đến cái đích đến đó nó sẽ phải khác nhau. Có nhiều người là tôi đi một mình tôi mới tới được cái chỗ đó, chứ tôi đi hai mình là có công chuyện liền. Nhưng có nhiều người là không, tôi phải đi hai mình, tôi phải có một người đồng hành. Dạ vâng. Với chị nha, chị tin rằng là em có câu trả lời. Em cũng đến với cái quyết định của mình rất là chủ động. Nhưng em biết cái giá trị rất là lớn của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay của tụi mình là gì không? Là sao chị? Là có rất nhiều bạn trẻ cũng đang như vậy. Cũng đang băn khoăn và sợ hãi, dùng đúng từ là sợ hãi, là bây giờ nên độc thân hay nên kết hôn. Và chính vì điều đó thì xã hội cũng bất an chung với các bạn luôn. Rất là băn khoăn về câu chuyện hôn nhân và công việc. Và cả cái thẻ chữ còn lại, tuy nhiên đó sẽ là cái sự cân nhắc của riêng Lan Anh. Và chúng ta hy vọng rằng là trong một cái cuộc trò chuyện ngắn nãy giờ thì đến phần cuối cùng. Đó là liệu Lan Anh có quyết định định danh lại, đặt tên lại những cái thẻ chữ này hay không? Để mình bình an với cái lựa chọn của mình. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của bạn ấy trong vòng vài phút nữa nhé. Giờ sao sau một cái khoảng thời gian ngắn ngủi nói chuyện với nhau, mình cũng sáng sáng thêm được vài chỗ. Em có quyết định thay đổi những thẻ chữ trên những cái món đồ mà mình mang tới đây không? Như tâm sự với chị á, thì thật ra cũng sáng sáng ra. Thì em nghĩ là nếu mà để những chữ đó thì nó hơi bị áp lực quá. Em nghĩ là cũng nên thay đổi cho cái gì đó nó sáng hơn. Dạ. Đây, vậy thì sẵn sàng. Mời Lan Ngân. Dạ vâng. Wow. Em sẽ quyết định thay đổi toàn bộ những cái món ở trong hành trang của mình hay là chỉ một nửa thôi? Em sẽ thay đổi toàn bộ ạ. Rồi, đây là tất cả những gì được mang ra từ hành trang của em. Mời em. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là Lan Anh sẽ có những cái định danh mới như thế nào cho những cái cảm xúc này. Đầu tiên thì một cái cảm xúc đã được tháo ra từ thiết bị điện thoại. Từ mới của em sẽ là tận hưởng cuộc sống. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thẻ chữ thứ hai sẽ được thay đổi như thế nào. Em rồi. Wow. Không còn là chữa lành nữa nha, không có gì phải chữa ở đây nữa. Vì sao lại là trải nghiệm? Thật ra đi á, đi để trở về. Nhưng mà trở về sau đó là mình có thể khai sáng, có thể học hỏi, có thể có nhiều thứ mới. Thì nó là một trải nghiệm trong cuộc sống. Với lại không nhất thiết phải có vết thương mới được đi, đúng không? Dạ, em? Đúng rồi chị. Vì sao em quyết định nhận lời ngồi ở đây cùng với Vali Cảm Xúc? Thật ra thì em cũng có xem chương trình, thì em cũng muốn đến để chia sẻ cái giống như một cái trải nghiệm của mình, một cái nỗi băn khoăn không phải là của riêng em mà em thấy hiện tại là của những người giống như em. Em thấy có những người giống như em, các bạn trẻ thì đang ở trên vên, chả biết mình nên chọn cái gì, kết hôn hay không kết hôn, nên đi hay là ở. Đó, nó cũng là một cái vấn đề. Vậy thì sau cái cuộc nói chuyện này, chị cũng không dám nói là chúng ta đã có được những cái lời khuyên gì cả. Nhưng thực tâm, rất là thực tâm, chị muốn hỏi em là vậy thì sau cuộc nói chuyện, một số thứ nó có rõ ràng hơn không? Bởi vì từ cảm nhận của em, đó sẽ là cảm nhận của những bạn trẻ mà như em vừa nói đó, là các bạn vẫn đang băn khoăn như vậy. Thì nó có một cái gì đó nó đã rõ ràng hơn chưa?
để mình yên tâm với cái quyết định của mình chưa? Thấy rõ hơn rồi đó chị. Vậy thì một lời khuyên đi, một lời khuyên cho những người bạn tương đồng tuổi của mình có những cái quyết định khá là tương đồng với mình, một cái nỗi lòng chia sẻ với những bậc phụ huynh giống như phụ huynh nhà mình thì em sẽ nói gì? Thực ra á, quyết định nào á, hôn nhân hay không hôn nhân á, quan trọng là điều mình cần á, là mình sống hạnh phúc, vui vẻ. Thì nếu mình đã chọn thì mình phải chấp nhận được cái lựa chọn của mình mang đến hạnh phúc cho mình hay không. Còn nếu mà mình chọn hôn nhân nhưng mà là hôn nhân không hạnh phúc, đó cũng chưa chắc là lựa chọn đúng. Mình chọn độc thân nhưng mà mình cảm thấy áp lực quá thì nó cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Thì nên sẵn sàng cho cái việc lựa chọn của mình. Cảm ơn Lan Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thu dọn hành lý để đến với địa điểm kế tiếp thế nào. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị buổi trò chuyện hôm nay. Xin phép chị em đi cho hành trình kế tiếp. Xin chào quý vị khán giả. Hy vọng quý vị khán giả sẽ có ngày cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn Lan Anh. Tạm biệt em. Chào chị. Và quý khán giả thân mến, với câu chuyện của Lan Anh thì chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong số quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đã cảm nhận được rằng thì ra cũng có người giống mình, thì ra những cái điều mà mình đã trải qua mình không cô đơn. Trong cái chia sẻ của Lan Anh, chúng tôi tin rằng có rất nhiều điểm chạm được gặp gỡ với quý vị khán giả. Và chúng ta cũng rất là cảm ơn bạn ấy với câu chuyện ngày hôm nay, với thông điệp từ trải nghiệm sống của bạn ấy chia sẻ với tất cả mọi người. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta, bao gồm cả Lan Anh nữa, sẽ tiếp tục đi về phía trước với một sự bình an, với những điều mà chúng ta hiểu rằng cái gì là quan trọng trong cuộc sống của mình và sự lựa chọn nó sẽ nên như thế nào để mỗi ngày trôi qua trong tương lai sẽ luôn là những trải nghiệm cực kỳ hạnh phúc. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả luôn dành cho Vali Cảm Xúc vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau ở Vali Cảm Xúc. Em có thể sắp xếp được cuộc sống của em mà không cần phải cần một người ở bên cạnh. Nhưng mà em cũng không cổ xí cho người khác là phải như vậy. Tại vì hôn nhân nó là phương diện cảm xúc và nó rất là nhiều cái khía cạnh. Thì đôi khi mình gặp đúng người và đúng thời điểm thì mình sẽ kết hôn thôi. Có những người họ ra trường họ kết hôn rất sớm. Có người thì có thể là đi làm kết hôn. Thì họ cảm thấy đó, đối với họ điểm đến đó là hôn nhân thì họ nên kết hôn.